là chú bổ. Hello chú bổ. Rồi hello, không có dầm hello. Luôn. Đó. Nay Tết rồi các bạn, nhiều người á ra phụ. Đó là con người đó, đứng là con trai chú bổ đó. Qua đó có chủ rồi nha. Hả? À, mới có chủ đây. Đợi ba ổn mì chú bổ chắc đói chết luôn. Đây, xin chào cả nhà. Hôm nay mình các tỉnh miền Tây sẽ đi chợ chiều nha. Đó. Đây là mợ hai. Đó là con gái. Ăn về nào cưng? Về ở được mùng mấy đi? Mùng 7 đi. Cháu học sinh quá ha. Mùng 7 đi học rồi. Cái túi xanh xanh là túi thần thánh của Hằng đó nha các bạn. Túi thần thánh à. Đó. Đây là sữa của chị hai. Sữa đâu nành. Quên nó sữa của chị hai không biết đâu có à. Đó. Sữa đâu nành. Hai sạc. Trời ơi. Rồi tôi giáo luôn đi cưng. Hai sạc mà vô mà vô mà vô. Thấy bao nhiêu chậu đỏ đang. Chậu đỏ ở đây nó hơn. Năm nghìn. Mày vô mà vô không? Con nói con lấy ly con. Ba ly nóng thường. Tết đến rồi các bạn, nhộn nghiệp lắm. Ngày nó bán mấy tấn mía à? Hả? Đúng không nhờ? Nó bán mấy tấn, tôi nói đi. Hả? Là gian hàng của đại đầu bếp đó các bạn. Đó, đại đầu bếp hôm nay sẽ ra bán quà Tết. Đó, có nhân viên phục vụ luôn. Đó. Ngã ba chợ luôn nha các bạn. Dưa mắc quá nha các bạn, không có dưa để bán. Tầm dưa dài là 15, dưa chân là 20 ngàn mà không có dưa luôn á gì Dung. Không có dưa. Năm nay em thấy không ai bán dưa nhiều gì Dung ơi. Dưa mắc mà vô trong tổng dưa xấu nó không đẹp á. Vì xe không mấy người luôn á. Đúng rồi. Năm nay 8 đâu có bán ở đâu nè, không ai nhiều người không bán. Em bán 8. Hả? Ừ. Có bán đâu mà. Không có, bán trái cây không à. Vậy sao không vừa về rồi. Có dưa đâu về. Dưới có một người bán chứ ai. Dung với người đó với bán không hả? Ờ. Nhưng mà ra đâu ai bán nữa đâu. À, ơi, quý cái không có bán dưa dạt á. 11 ngàn ký đuổi dưa dạt thì ghê. Vậy nó mềm sợi à. Hả? Dưa dạt 20. 13 ngàn ký hả Phượng ơi. Ờ, à, bớt 2 ngàn luôn. Ra lên xưa ơi. Ủa bán ế cho một nội luôn là sao cái gì? Ờ hai mấy đó nè, chợ chiều rồi ế gì? Than nữa. Ế thấy bà nội luôn. Quê Quảng Ninh hả? Ờ quê Quảng Ninh. Kế lò than, à, quay qua tiếng đã bể luôn mà giờ còn than. Ờ đúng rồi, quay qua thấy đẹp quá trời, ta nhìn ta hết hồn. Mua diện Tết, mua bánh hả? Dạ là buổi sáng. À, bà con. Mua gì đen? Hôm nay dưa xịu à, dưa mắc lắm. Chỉ có như đây dưa thôi. Hello. Tiền mua gì hả tiền? Có cục thôi ăn đỡ đói đi. Đây. Đây là bánh mặn nè các bạn. Đó, bên đây là bánh ít. Mặn lại siêu. Bánh ít. Đây là bánh tét. Đẹp không? 15 ngàn đồng nha. Đó, ai nhớ là về tuổi thơ đây. Bánh còng. Hay quá đông luôn. Nay là mấy ngàn ký quá. Hết mà. Đó. Hết
Một đống lên không đi, nó đi qua nhà hàng chút xíu rồi đại. Chiều lái nhà đi. Chiều phải giờ tối mà. Nay à,
kìa. Vậy mà tránh cho tao đi qua. Dạ đây. Bà ba đi qua đi. Đi có mua gì không? Anh nói chuyện rồi, hậu này chơi đãi rồi về. Vậy hả? Trời đông quá mà cũng mua gà nữa ha. Quét xe. Ở đây kìa, cũng quay tao vẫn bị chụp hình chắc rồi. Ở lửa trong đây ở ngoài không? Không, cũng không có gì. Chúng ngoài đây nè. Đó thì mới đem đá thời. Vương đi thanh mua chưa? Chưa. Này lấy cái gì? Lấy cái gì? Không đẹp không gì? Lông này là chưa. Lượng rồi đừng bẻ nghe bà. Đó là. Tôi đang nâng niu. Chân gì mười mấy chậu chứ không? Chân giác nhẹ. Tao bàn hả mua lần một nồi mà. Nhanh bán là phải mua nhiều. Một màu không? 28 Tết. Không có chuyện gì làm hết các bạn. Không phải chị ơi, mà những cơm bây giờ mình ăn buồn chứ những ngày sau là những ngày sắp Tết mình bán, mua bán ngoài chợ. Không có thời gian để hết luôn ăn. Ăn nhẹ, ăn nhẹ. Mà hoa của người ta mới ghê. Ba người ta ngoài ta bán rần rần rộn rộn. Mà ba đứa, bốn đứa trong đây nè coi nè. Nó làm gì nè. Hồi tôi nghe tôi quýnh. Hồi thơm quá nó bay cho nó ăn. Mọi người ơi. Ăn bậy nữa chị hai. Bậy có ai chết gì rồi mày nhìn cây của chị chú rồi, chỉ cây của tao rồi, tao sợ tao bởi á. Mọi người có thấy em có mờ ăn không? Tiên mắt đỏ xuất hiện, tiên mắt đỏ xuất hiện. Đó. Trời ơi, nó ngon gì đâu anh biết là bao nhiêu. Trời ơi. Không cả nha, có mấy miếng bị khét nha các bạn. Mở cái nhà nè. Giờ chúng ta sẽ từ 12 phút đeo, nóng quá vậy. Ôi, Giang mở bay á. Dung mi. Trời ơi, trời lo á. Dung
con mới làm. Trời ơi, ăn tay gì đó mà. Dạ không chết cho chứ cây ăn lấy thảo đi. Chứ năm tới thôi mới ra nữa. Đây à. Sợ. Ăn là sợ.